Theo quy định mới của Bộ Y tế, bắt đầu từ năm 2018 sẽ ngừng tuyển sinh hệ trung cấp y dược. Đến năm 2021, các cơ sở y tế cả nước sẽ ngừng nhận điều dưỡng, kỹ thuật viên y học, nữ hộ sinh, hộ lý thuộc hệ trung cấp. Và bắt đầu từ năm 2025 thì tất cả các bệnh viện trên cả nước có nhân viên điều dưỡng y dược hệ trung cấp sẽ phải hoàn chỉnh việc chuẩn hóa trình độ cao đẳng trở lên. Và trước thông tin này thì đã có rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người tỏ ra lo lắng nhưng cũng không ít sinh viên thấy mừng vì có cơ hội để nâng cao trình độ. Đây là giờ học thực hành điều dưỡng của các sinh viên đang theo học hệ trung cấp y tại trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng. Đa phần các em lựa chọn học hệ trung cấp vì thời gian học ngắn, chỉ việc nộp hồ sơ xét tuyển mà không phải thi. Tuy nhiên, trước quy định từ năm 2021 sẽ không nhận cán bộ y tế có trình độ trung cấp, nhiều em khá lo lắng. Em cũng đang suy nghĩ về cái vấn đề đấy. Khoảng thì là bọn em cũng chưa có cái định hướng. Khi mà học xong trung cấp, em chỉ định hướng là sẽ học lên cao đẳng, còn ra trường có việc hay không thì lúc đấy em sẽ... Nhà em có rất lo lắng, vì em được tin là họ sẽ không nhận bằng cao, họ sẽ không nhận bằng trung cấp từ năm 2011 nữa. Thì em cũng sẽ quyết định có khi là mình nên học liên thông lên để phù hợp với chủ trương mới của nhà nước. Trái ngược với các sinh viên, đối với những cán bộ y tế có trình độ trung cấp lại tỏ ra vui mừng vì quy định này. Chị Nguyễn Thu Hằng, điều dưỡng trưởng tại khoa nội Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ, Hà Nội, có thâm niên 26 năm gắn bó với công việc này, nhưng chị vẫn muốn được nâng cao đào tạo. Và đây cũng là nguyện vọng của nhiều điều dưỡng khác tại bệnh viện. Vì ngày xưa cho chúng tôi học có những cái nó không như bây giờ. Đấy, cho nên là chúng tôi cũng muốn học để nâng cao cái kiến thức và tay nghề chăm sóc người bệnh được tốt hơn. Ngày xưa tôi thì cũng có ước mơ là thi đại học, nhưng mà chắc là cái trình độ của mình không được cho phép, thì đã chỉ được trúng tuyển vào trung cấp, nhưng mà mình sẽ vượt qua cái khó khăn để mà học lên trình độ cao hơn. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ, cán bộ điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ trung cấp tại bệnh viện hiện nay chiếm gần 60%. Nếu cùng một lúc số lượng này đi học hết, thì bệnh viện sẽ gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nhân lực chăm sóc người bệnh. Tuy nhiên, với lộ trình gần 10 năm để hoàn thành chuẩn hóa trình độ cao đẳng như quy định thì không khó. Một số năm gần đây thì quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo thì trung cấp chỉ có 2 năm thôi. Cái đó thì khi xảy ra như vậy thì chúng tôi cũng băn khoăn. Thật ra anh em ra trường thì chúng ta sử dụng, tuyển dụng vào thì chúng ta vẫn phải đào tạo. Ví dụ anh em trung cấp về thì chúng tôi phải đào tạo 2-3 năm anh em mới làm thành thạo được. Đấy là mình tự đào tạo, cầm tay chỉ việc cho anh em. Thì họ cũng làm được. Thế nhưng mà chi bằng nếu mà anh em làm tốt ngay từ đầu thì mình không phải mất cái công mà như mình đào tạo tại chỗ theo kiểu cầm tay chỉ việc. Trên thực tế, không phải ở đâu, không phải nhân viên y tế nào cũng có điều kiện để học nâng cao chuyên môn, nhất là tại các tỉnh miền núi. Bởi vậy, một lộ trình phù hợp để họ không bị động là rất cần thiết.